Thảo không đánh nha. Em đi sáng nay chứ? Dạ, em đi sáng nắm. Không nắm sao? Nắm nắm được. Ở nhà luyện cỡ đi. Chị, bắt đầu lấy cỡ đã khóe này. Được, lấy đây, được. Ôi, tên một cái à? Được, cái gì đâu? Được. Đi tìm luôn. Ra đi lưới. Thôi nha. Dạ. Anh xuống đi. Dạ, anh đánh em. Anh đánh lại anh. Ok, ok. Đúng rồi, đủ lóng đao rồi kìa. Đấy. Địch cái của anh gì nhỉ? Anh đặng Thành Kiên gửi tặng. Đây. Lôi, đúng rồi, lôi quá dễ thương luôn mọi người nhá. Chắc là mình xuống live đây mọi người ạ, xuống live đây, xuống live để giờ chờ anh Tiến đi đi chơi. Dẫn anh Giai từ Angola đi chơi mọi người ạ, 3 năm rồi chưa về Việt Nam. Để đi cho anh đi ăn đi chơi, đi xả stress đấy. Lâu ngày rồi chưa được đi. Bánh trung thu hẹn mọi người vào phía này ngày mai nha mọi người nhá, mày lại mày ngày mai vào lúc là 18 giờ trên kênh Nam Hoàng đấy, trên kênh mình luôn. Mình sẽ live stream bán bánh trung thu với là rất là nhiều loại. Nên là mọi người nhớ đăng ký mọi người nha. Vâng, xong live mới nha. Chị Trinh gì? Chị Trinh mới liên hệ em bên Messenger. À vâng đúng. Em chào chị nha. Mai có táo. Táo thì chắc là chưa có. Táo chắc là cuối tháng. Hy vọng là cuối tháng. Bánh thì date của nó thì 30 đến 45 ngày. Mai có bánh nha mọi người nha. Mai có bánh ạ. Mai sẽ có bánh cho cả nhà mình tận 5.000 suất. Tha hồ, mở tha hồ mọi người nhá. Và cái hôm là phiên live của Linh Lai là 13.000 bánh thì chắc là tầm một ít hôm nữa thì đơn sẽ đi nha mọi người nha. Ít hôm nữa thì đơn sẽ đi. Nhưng là mọi người cứ yên tâm nha mọi người nhá. Không lo vì đơn bị hoàn hủy đâu mọi người ạ. Bị hoàn đâu mọi người nhá. Mai anh live là lúc 18 giờ trên kênh này luôn. Nay của anh không, nay không. Nay lên live thông báo là ngày mai là vào lúc là 18 giờ. Đấy. Thì em Hoàng sẽ live stream trên kênh này luôn. Sẽ có táo với là rất nhiều sản phẩm. Nhiều lắm. Với là điêu hời, điêu cực kỳ hời luôn. Mai Hoàng cho Quý vào có chứ. Mai công của anh Quý là một củ mà. Với là công của mình là chờ anh Quý từ đây về kỳ anh luôn. Về quê luôn. Bởi vì nhà mình với nhà anh Quý là gần nhau. Hai em cùng đồng hương, cùng quê. Cùng ở cái nhà tính. Mặt nạ có nha. Có mặt nạ, nói chung có nhiều lắm. Có là ngày mai thì sản phẩm là cực kỳ nhiều cho mọi người luôn. Mình hôm bữa đi khám đã đi đến cơ sở nha khoa kia thì đóng hai củ rồi, đóng hai củ đặt cọc rồi mọi người, nên là chắc kiểu chuẩn bị là điền này. Người ta hẹn mà thấy từ hôm bây giờ đến giờ mà chưa thấy gọi, mà không biết là có bị nó lừa đảo hay không. Đi bánh ngày mai có nha mọi người nhá, cả nhà nhá. Mai có bàn trải luôn chị ạ, chị Trinh ạ. Mai có nhiều sản phẩm lắm, có điêu hời, có khô đúng không ạ, có rất là nhiều điêu hời cho cả nhà mình luôn. Nên là mọi người mình nhớ nha mọi người nhá, nhớ mọi người canh live vào lúc là 18 giờ trên kênh Nam Hoàng luôn mọi người nhá. Mai có táo chắc là phải cuối tháng, cũng em không biết được, cũng chưa biết được. Táo thì hiện tại là chỉ có Nick của Linh với chị Hằng thôi. Bởi vì nick của em với Lê là chưa đủ tuổi. Đúng rồi. Hy vọng là ngày mai là mọi người săn được mọi người nha. Săn được ấy. Mai có bục kỳ trắng răng á. Bục kỳ trắng răng là chắc là có. Để hỏi được anh xem sản phẩm thêm cái gì không. Rồi chắc là mình sẽ xuống live lên cả nhà nhá. Để xuống live đây để chờ anh Tiến, chờ anh Quý đi gặp bạn bè của anh Quý. Nha mọi người nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ.
ngày mai mình sẽ livestream nha mọi người, 18 giờ, 18 giờ cả nhà nha. Bye mọi người, chúc mọi người buổi tối.